Nè, anh thấy nó cao không? Gì? Cao không? Cao dữ vậy? Ừ. Cao vậy đó. Cái vụ gì vậy? Lấy cái cây gì mà quýnh nhau dữ vậy? Không, cái này đang đo chiều cao cây 10 bít thôi. Trời ơi, cây 10 bít gì mà khủng dữ vậy? Cây 1 mét mấy lận, em đang anh, đo cho khách đó. Anh tưởng từ xa em thấy cây gì 10 bít. Em lấy cái cây em quýnh vô anh Nam chứ. Nè, gì mà bằng nữa. Nè. Cái này bệnh đâu luôn á. Đó, cao không? Anh thấy cao không? Trời ơi, cao dữ vậy? Rồi. Anh chị ơi, lựa cây cho khách mà em tưởng kẹt với Nam là gây cấn với nhau, lấy cái cây gì, cây một cái cây dài mà đập nhau chứ. Nhưng mà không phải anh chị, cây này thật sự là nó khủng. Hồi xưa giờ là mới có được một lô hàng mà kinh 10 bít anh nha. Nó cao mà nó to như vậy đó. Nó đẹp như vậy, bọt gan nè, 2 gan, 3 gan, 4 gan, 5 gan, 6 gan, 6 gan hơn. Và tính về chiều cao thì nó thôi, anh chị thấy nó cao 1 mét mấy, rất là đẹp. Với cái thể trạng cái cây lực khỏe đẹp sau Tết như vậy, đẹp từ bộ rễ, đẹp từ thân thủ anh nha, cao khủng. Và một điều đặc biệt nữa, đang nhú vòi hoa hầu như là nửa thân ở trên đây hết. Anh chị thấy nó đang nhú sưng mắt ngủ anh nha, là dấu hiệu là nó đã cho thấy là đã chuẩn bị ra hoa anh nha. Và một điều đặc biệt nữa, anh chị trên thị trường hiện tại cái cây mà cỡ gì thôi ra hoa anh nha, ba chậu là tầm khoảng là 200-201 rồi trên thị trường hiện tại. Nhưng mà cây của Hoa Lan Di Phong anh nha, cao hầu như gấp đôi. Và ba chậu kinh 10 bít xưa, một dòng dendro kinh xưa, lâu tàn, xiên hoa và có thể thuần nắng. Anh chị trên màn hình đó là một cái chậu mà kinh 10 bít mà anh chị đã ghép sẵn tạo một chậu tác phẩm rất là đẹp. Ba chậu khủng như vậy, Hoa Lan Di Phong chia sẻ anh chị mình, cao 1 mét mấy với mức giá 210.000 thôi. Bao ship nhanh trên toàn quốc, ba chậu khủng như vậy. Và điều đặc biệt nữa, em sẽ bao ship cho anh chị luôn. Tiền ship cao lắm nha anh chị, tại vì một cái thùng tới 1 mét mấy lần đó. Anh chị chỉ cần để lại kinh 10 bít khủng là em gửi y chang hình vậy cho anh chị thôi. Nói chút xíu về khuôn hoa. Đây, khuôn hoa anh chị sẽ xem trên hình rồi. Nhưng mà em vẫn muốn cho anh chị xem được cái khuôn hoa thực tế. Hoa thực tế của nó anh chị là một màu trắng phối hợp với màu hồng tím rất đẹp. Nhận biết dòng kinh xưa là cánh nó xoắn nè, hai cái tai cúp về sau tạo lên một cành hoa cực kỳ đẹp. Và anh chị thấy bạn kẹt không? Là đang đi lựa hàng gửi cho anh chị, bởi vì số lượng rất ít. Nếu mà trong lô á nhỏ nhỏ vậy thôi thì kiếm nhiều, 1 gan 2 gan 2 gan thì cây hàng hà, nhưng mà cây tầm khoảng 6 gan hơn vậy đó, số lượng có hạn. Nên anh chị có cái duyên xem được cái video clip này thì tranh thủ nha anh chị, mua về sau Tết mình ghép tạo một chậu tác phẩm rất đẹp. Và cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.